Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh Pháp Thái TV ha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn của chị Cúc có một số bông trang gồm có mí hồng, mí vàng đang rực rỡ phun bông, muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Dạ chào anh Thái ạ. À. Dạ chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh của anh Thái. Hôm nay ngày mới con chúc các cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Hôm nay con về có một số mặt hàng mong các cô chú anh chị ủng hộ cho con ạ. À. Số điện thoại của con là 0703236412 cũng là số Zalo của con. Dạ vừa qua cảm ơn cô chú anh chị ủng hộ con clip vừa rồi. Dạ mã số 1 con lên là một phôi đỏ lá nhỏ ạ. À. Phôi thái đỏ quý anh chị. Phôi già. Chiều cao 28 ạ. À. Dạ hoành 28 luôn ạ. À. Mã số 1 là 250.000 bao ship ạ. À. Số 2. Chiều cao 25. Dạ hoành 38 ạ. À. Hoành cũ á. Dạ mã số 2 là 250.000 bao ship ạ. À. Số 3. Chiều cao 23. Dạ hoành cũ 30 ạ. À. Số 3 là 250.000 bao ship ạ. À. Số 4 là mí hồng ạ. À. Thần chậu từ nhỏ với chị. Đang full bông luôn. Rực rỡ. Chiều cao 99. Tán ngang 1m2 ạ. À. Dạ hoành 10 ạ. À. Này thoát thân khoảng một tấc lô này trồng chậu từ nhỏ để đế nó cuộn trong thùng nè quý cô chú anh chị. Yeah. Mã số 4 là 350.000 bao ship ạ. Mã số 5 là mỹ hồng luôn ạ. Rẻ nó gà trắng đít hết trơn. Chiều cao 1m. Tán ngang 1m2 ạ. À. Cây này về thay sang cái chậu lên cái đôn. Dạ hoành 10 luôn ạ. À. Này xuất thân một tấc rễ nè quý anh chị, ăn ra ngoài luôn. Mã số 5 là 350.000 bao ship luôn ạ. À. Tàn rất là tròn. Mã số 6. Mỹ hồng luôn ạ. À. Hoa nặng mà nó xệ lật luôn. Chiều cao 1m. Tán ngang 1m25 ạ. À. Về quý anh chị mình tỉa những cái nhánh này cho nó thoáng à. Dạ hoành 10 luôn ạ. À. Một cốt luôn. Rễ nó cuộn trong cái thùng. Mã số 6 là 350.000 ạ. À. Số 7. Là mỹ hồng luôn ạ. À. Chiều cao 95. Tán ngang 1m3. Dạ hoành 10 ạ. À. Một cốt thoát thân khoảng một tấc luôn với cô chú anh chị. Mã số 7 là 350.000 ạ. À. Rồi tiếp theo. Mã số 8. Cái mí hồng luôn ạ. À. Tàn tròn xe với cô chú anh chị. Chiều cao 1m1. Hoa rất sáng à. Tán ngang 1m25 ạ. À. Phun bông rực rỡ luôn. Đế rồi quý anh chị, nó cuộn ở trong cái thùng. À. Dạ hoành 10 luôn ạ. À. Số 8 là 350.000 ạ. À. Mã số 9. Cây này cái phơm nó tròn xe. Phun bông. Chiều cao 97. Tán ngang 1m3. Dạ hoành 11 ạ. À. Mã số 9 là 350.000 ạ. À. Mã
Mã số 10. Chiều cao 1m05. Tán ngang 1m38 ạ. Dạ hoành luôn có 10 luôn ạ. Mã số 10 là 350.000 ạ. Mã số 11. Chiều cao 85. Tán ngang 1m25 ạ. Hoành này dao động lô này cỡ 10 quý anh chị. Dạ. Dạ hoành 10 ạ. Mã số 11 là 350.000. Rễ ra trắng. Mã số 12. Cái này thì mới nở 20-30%. Còn lại là búp. Rồi chiều cao 1m ạ. Tán ngang 1m3. Quanh này 10 luôn. Dạ quanh 10 luôn ạ. Sóc thân khoảng 1 tấc. Mã số 12 là 350.000 ạ. Mã số 13. Chiều cao 90. Tán ngang 1m2 ạ. Dạ hoành 11 ạ. Để chọc thùng rồi quý anh chị. Cái cuộn tròn tròn. Mã số 13 là 350.000 ạ. Phần tàn nó tròn xoe ha. Tiếp theo mã số 14 nước không. Một cây mỹ hồng. Mỹ hồng ạ. Thuần chậu ạ. Dạ. Phần tàn nó tròn một cốt. Chiều cao 1m2 ạ. Tán ngang 1m3 ạ. Thốt thân 50 ạ. Đây cành đóng rất là đẹp quý anh chị em. Dạ hoành 11 ạ. Cây này trồng trong chậu nhỏ lớn thần. Mã số 14 là 300.000 ạ. Rinh lên rồi, rinh lên rồi. Mã số 15. Vẫn là mỹ hồng hai cây này cặp luôn anh chị. Cây này nó chốm búp rồi nè, quả xá luôn. Cây này nó về nở là một cái ha, không thấy lá luôn. Quả xá đóng nụ luôn. Chiều cao 1m17 ạ. Tán ngang 1m1 ạ. Thốt thân là 44 ạ. Dạ hoành này chín ạ. Mã số 15 là 300.000 ạ. Bao phí vận chuyển toàn quốc với cô chú anh chị ship ạ. Mã số 16. Mỹ vàng chanh ạ. Vàng rực rỡ ha. Chiều cao 1m1. Tán ngang 90 ạ. Thốt thân 40 ạ. Dạ hoành 9 ạ. Cây củ đế nở quý cô anh chị. Mã số 16 là 300.000 ạ. Mã số 17. Mỹ vàng chanh luôn ạ. Rực rỡ luôn. Chiều cao 90. Tán ngang 90 luôn ạ. Thốt thân là 27 ạ. Một cốt sạch ha. Củ đế. Dạ hoành 10 ạ. Mã số 17 là 300.000 ạ. Dạ 18 ạ. Mỹ vàng chanh tiếp theo. Đang phun bông. Cực kỳ. Chiều cao 95. Tán ngang 95 luôn ạ. Phùm tạng tròn xe. Dạ thốt thân là 40 ạ. Dạ hoành này 9 luôn ạ. Mã số 18 là 300.000 ạ.
mã số 19. Mỹ bằng chanh luôn. Quả hoa luôn. Chiều cao 1m15 ạ. Tán ngang 85 ạ. Thóc khăn 40 ạ. Dạ hoành 8 ạ. Mã số 19 là 300 ngàn luôn ạ. Mã số 20 là Mỹ Nhân Nghệ ạ. Cực kỳ rực rỡ luôn. Chiều cao 1m1. Tán ngang 1m ạ. Thóc khăn 50 ạ. Dạ hoành 9 ạ. Mã số 20 là 300 ngàn luôn ạ. Dạ 21 Mỹ Nhân Nghệ luôn ạ. Chiều cao 95. Tán ngang 97 ạ. Thấu khăn là 35 ạ. Dạ hoành này 9 ạ. Mã số 21 là 300 ngàn ạ. Mã số 22. Mỹ bằng chanh. Mỹ bằng chanh ạ. Chiều cao 1m. Tán ngang 1m luôn ạ. Thóc khăn là 35 ạ. Dạ hoành là 9 luôn ạ. Mã số 22 là 300 ngàn ạ. Mã số 23. Mỹ bằng chanh luôn với cô chú chị. Đàn lên cái cơi bồng quá xả luôn. Chiều cao 1m1. Tán ngang 90 ạ. Thóc khăn là 43. Dạ hoành 9 ạ. Mã số 23 là 300 ngàn ạ. Mã số 24. Phun bông. Chiều cao 1m. Tán ngang 94 ạ. Thóc khăn là 48 ạ. Dạ hoành 9 ạ. Mã số 24 là 300 ngàn ạ. Mã số 25. Cái này thóc khăn cao, cái form tàn nó tròn. Quá đẹp. Chiều cao 1m15 ạ. Tán ngang 85 ạ. Thóc khăn là 55 ạ. Dạ hoành 9 luôn ạ. Mã số 25 là 300 ngàn bao ship ạ. Mã số 26. Mi bằng chanh, màu sáng. Chiều cao 1m05. Tán ngang 90 ạ. Thóc khăn 40 ạ. Dạ hoành 8 ạ. Mã số 26 là 300 ngàn ạ. Mã số 27. Mỹ dần chanh luôn ạ. Chiều cao 1m ạ. Tán ngang 90 ạ. Thóc khăn 50 ạ. Dạ hoành 8 ạ. Mã số 27 là 300 ngàn ạ. Theo là mã số 28 là cây thái đỏ ạ. Tàn nón với con chị. Này về mình nuôi tàn thông vẫn được nha. Chiều cao 1m05. Tán ngang 1m ạ. Cây rất là già. Dạ hoành 17 ạ. Mã số 28 là 450 ngàn ạ. Cây khá là nặng quý cô anh chị. Mã số 29. Vẫn là thái đỏ luôn. Dạ. Chiều cao 1m25 ạ. Tán ngang 1m ạ. Dạ hoành 17 ạ. Cái này cái bệ đế nó chạc ra tới đây nè. To nè.
Mã số 29 là 450.000 ạ. Mã số 30. Thay đỏ luôn ạ. Lô này một cốt không quý cô anh chị, hàng già. Cây là bắn mầm rất là mạnh. Chiều cao 1m1 ạ. Tán ngang 1m1 luôn ạ. Dạ hoành 15 ạ. Cây này củ đế còn khui được, thân lắc nhẹ. Mã số 30 là 450.000 ạ. Mã số 31. Cây này đỏ luôn ạ. Chưa con quý anh chị, về quý anh chị mình con lại ha. Nó có tàn. Rất là đẹp. Chiều cao 1m15. Tán ngang 1m1 ạ. Này chơi được hai form nha, form tròn hoặc là form tàn nóng. Dạ hoành 17 luôn ạ. Mã số 31 là 450.000 ạ. Mã số 32. Cây này cái thân nó già. Tàn nóng với cô anh chị. Chiều cao 1m2 ạ. Tán ngang 1m5 ạ. Dạ hoành 17 ạ. Gốc nở rồi. Mã số 32 là 450.000 ạ. Mã số 33. Cây này phu thê đúng không chị? Một cốt hai thân ha. Chiều cao 1m1. Tán ngang 1m1 luôn ạ. Hai cây này dính liền. Dạ hai thân là 22 ạ. Mã số 33 là 450.000 ạ. Mã số 34. Tàn khá là mịn nè. Chiều cao 1m15 ạ. Tán ngang 1m1 ạ. Dạ hoành 17 luôn ạ. Mã số 34 là 450.000 ạ. Thân rất là sạch ha. Ba mươi lăm. Một cây hồng tím thơm quý anh chị. Dạ 35. Quá cứng búp hết trời. Kẹo búp hết rồi. Mỗi đọt ra 3 cái hoa. Chiều cao 1m2 ạ. Tán ngang 1m5 ạ. Dạ thốt thân là 25 ạ. Dạ hoành 10 ạ. Cây phơm tàn hoa rất là đẹp. Mã số 35 là 300.000 ạ. Thè mã số 37 là một cây bốn màu ạ, bốn màu thái ạ. Trắng với màu cam. Trắng màu phớt đỏ. Hồng, màu đỏ, màu cam, màu vàng. Màu vàng ạ. Chiều cao 1m5 ạ. Tán ngang 1m1. Dạ hoành 14 ạ. Mã số 37 là 500.000 ạ. Mã số 38. Cây này đủ 5 màu.
Chiều cao 1,5 m ạ. Tán ngang 1 m ạ. Dạ quanh 17 ạ. Mã số 38 là 500.000 ạ. Mã số 39 là cây vàng bơ ạ. Vàng lá bơ, vàng cam. Cây này thần bầu. Chú anh chị. Dòng này hoa rất là to. Chiều cao 1,2 m ạ. Tán ngang 1 m ạ. Dạ quanh 10 ạ. Cây thân chậu sống khỏe ha. Hoa rất là sáng. Mã số 39 là 300.000 cũng là cây cuối clip hôm nay ạ. Dạ cuối clip con cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip của con ạ. Và ủng hộ kênh anh Thái và luôn ủng hộ nhà vườn của con. Dạ con xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi hẹn gặp lại quý anh chị vào clip tiếp theo của nhà vườn ha. Đây là lô mỹ vàng hôm nay rực rỡ full bông quý cô chú anh chị. Cảm ơn quý cô chú anh chị ha.